Ninh tự đan là một giải pháp kết hợp giữa đông và tây y, là sự lựa chọn cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Sản phẩm đã được chứng minh hiệu quả ứng dụng trong nghiên cứu lâm sàng tại hai bệnh viện phụ sản đầu ngành trên toàn quốc. Trong đó, bệnh viện Từ Dũ công bố kết quả nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị của Linh Tự Đan với các trường hợp thiểu nhược tinh. Linh Tự Đan đã được thực hiện nghiên cứu ở bệnh viện phụ sản Trung ương, và ngay tại bệnh viện Từ Dũ cũng có là thực hiện nghiên cứu về Linh Tự Đan. Linh Tự Đan có các thành phần làm tăng sức đề kháng và chống oxy hóa, thích hợp để hỗ trợ cho cả nam và nữ trong quá trình hỗ trợ điều trị hiếm muộn. Và trong quá trình nghiên cứu về Linh Tự Đan ở bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi cũng ghi nhận có một số trường hợp là khi dùng Linh Tự Đan trong quá trình nghiên cứu thì bệnh nhân có thai tự nhiên và không cần phải áp dụng các biện pháp hỗ trợ nào thêm hết. Kết quả sau 6 tuần sử dụng thực phẩm chức năng viên nang Linh Tự Đan, số lượng, chất lượng và sự di chuyển của tinh trùng thay đổi theo chiều hướng tốt. Đã có cặp vợ chồng sử dụng thực phẩm chức năng viên nang Linh Tự Đan và có thai tự nhiên. Và tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đã công bố đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tác dụng của Linh Tự Đan trong hỗ trợ điều trị vô sinh. Kết quả cho thấy số lượng, chất lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng được cải thiện đáng kể sau điều trị. Linh Tự Đan mang lại hiệu quả cho các cặp vợ chồng muốn có thai tự nhiên hoặc có thai theo phương pháp được chỉ định bơm tinh trùng vào cổ tử cung.